Đây là nhà của Chí Âm năm mới mua đó. Còn của Chú Chính là ở dưới Trà Gậu đó. Ngày này nó đi làm thường ngày, nó mới mua được nhà. Với cái giá phải có 14 tỷ. Thành phố mà với cái giá này thì tương đối rẻ trong hiện tại, vì đó tốt cho những cái người mà họ muốn mua nhà trong hiện tại. Thì trước đó thì chắc là giá nó hơi cao hơn, ở một cái hẻm tương đối cũng rộng, mình ngang chắc cũng khoảng cỡ 3 hoặc 4 feet. Xe lớn, xe hơi, xe con có thể chạy như được. Chúc mừng cho chú anh với chú em, chú Chích. Với cái diện tích này có thể trong tương lai sẽ lên được 1-2 lầu nữa. Nếu mà cái nền đã được gia cố. Ở thành phố mà được cái nhà gì là lý tưởng quá hay không? Dạ, quá đẹp, quá tiện nghi. Tiện nghi là tương đối đầy đủ rồi, có bếp nút rồi, quá đầy đủ rồi nè. Đầy đủ rồi. Dạ. Cái ghế này bàn này đẹp ta. Bữa này mới mua ha, mà chén tèo ghế này. Bạn trong công ty á. Đẩy cái thang gà bên kia nó mua nó tặng cái bàn đưa nhà. Cái bàn 1m4, mà giờ nhà nhỏ quá. Cái bữa này hả? Giờ là 2 lỗ bưởi. Đâu lấy cái nào? Cái này thì nhỏ hơn nè, muốn nhỏ hơn mà nó không cần, nó còn quen. Chú Thiên Tuấn đường chuẩn bị để cho nó rơi, lên cầu cho nó đây, chút này rồi xuống cái gì đó. Làm lễ cúng đất đai nhà cửa. Cúng này là kêu cúng đất đai nhà cửa hay là cúng sao đó Thiên Chính? Thiên Chính? Chắc cúng về nhà mới là chắc đất đai nơi ăn chú ở. Phần quà á, phần quà có bị á. Phần quà có bị á, chú ở tại căn nhà mình. Vậy à? Dạ. Chị con gái là nó không có cái cửa hậu, cái hẻm hậu đâu. Cái còn ở trước thì quá bệnh. Để coi bông chứ, cắt bông. Nè, bông nè, bông chứ cắt. Quên nữa con, cái kéo. Có kéo là mới xô, nãy cái này, cái xô kìa. Nè, hốt cậu, muốn bỏ vô. Này là cầu thang đi lên trên. Cầu thang đi lên trên. Đi lên trên. Cầu thang xuống ốc. Đây là tối tụi con nghỉ ở đây. Dạ, em ngủ đây tối tầm hôm nay. Vậy hả? Có 2 phòng ngủ hả? Dạ, ôi, vậy là quá tiện nghi rồi. Dạ, rồi. Vậy là quá tiện nghi rồi. Thôi, được rồi, bắt mà quay sơ vậy được rồi. Trên đó có cái
con cây đèn họ trang trí cũng đẹp quá nha, là Phật rồi họ làm cũng đẹp quá ha. Nhưng mà điều hỏi nếu mà cái nền mà đã gia cố vững chắc á, có thể con có thể cất thêm một cái lầu nữa giống như hai người hai bên á, hoặc là ít ra cũng cái gác chắc được mà ha. Ủa mà đúng là con là kỹ sư xây dựng, mình tự ra bác ba nói đó hình hay thường à. Mà có không có làm kỹ sư xây dựng ngày nào. Thôi, hình như con đưa làm thiết kế gì đó giờ mà, phải không? Dạ, cũng vậy như mà làm bên nhà gỗ. Đây là lên trên này có thể để máy giặt rồi đó. Để máy giặt rồi đó trên đó hả? Quá tiện ha. Còn ấy mình làm cái gác đây, cái rồi mình cơi cái nóc nó lên, cái mình làm được một chỗ ở nữa đây. Ở đây là một cái washroom. À con vừa biến cái này thành phòng ngủ mà phòng làm việc luôn. Dạ. Tới chiều gác mình phải làm. Nó có máy lạnh được rồi nữa nè. Tiện nghi cũng đầy đủ rồi. Cái này con mới gắn đây hay là lâu rồi? Dạ mới gắn rồi. Con gắn đây cái máy thì bây giờ khoảng chừng bao nhiêu vậy? Bác ba quay về là nó đúng nó nằm lạnh, nó hơi ngược ngược. Vậy hả? Bác ba đang tập. Đúng rồi, nó về nè. Bác ba đang về. Là Tân Bình à. Dạ, con ông Tân Bình đó, nó cây 5 cây. Còn nếu như ra quận 10. À, đây là đường như quận 1, hôm nay tôi quay khoảng 8-9 cây nè. Con gắn cái máy này khoảng bao nhiêu tiền vậy? Dạ, 5 triệu nữa. Nếu vậy thì nó cũng không mắc hơn hồi xưa nhiều hả? Dạ. À, hồi ông nội con gắn là hình như cũng cả 7-8 triệu vậy rồi. Dạ. Cái máy nóng thì ở ngoài này. Ôi chồng sớm đây họ cũng lên lầu lên gác hết rồi nè. Ở trước này tụi con mới sơn hay là họ đã sơn? Dạ, họ sơn, họ sửa rồi. Sơn. Nếu vậy thì chắc họ sơn sửa rồi. Ủa họ sơn sửa rồi không biết bán thêm? Dạ. Thì có cái cửa này là anh Khoan nhờ thợ vô lắp cửa mới luôn nè. Hai cái cửa là họ coi đây cho xuống phụ luôn. Nhưng mà nhà này là nhà của anh, của Tí Anh hay là của Tí Em? Dạ, con đứng tên. Dạ hả, à của con hả? À hôm trước con chào Bình con nói là có những cái gạch bị bể này hả? Dạ, đâu có cái này dễ thay phải. Này đâu có gì cả. Cái toilet với cái shower. Mình đã tạm quay để cho bà con nhìn thấy mấy cái đồ cho Tí Anh kia, con của Tí Chính. Chúc thành công và mọi người được vui vẻ, khỏe mạnh, phát tài. Đạt được nhiều kết quả trong sự nghiệp. Vì đây là chắc là cái nhà đầu tiên của hai cháu. Thôi, chúc hai cháu đạt được ý muốn về sống vui sống khỏe. Chào bà con.